Phim Giả Thiên tập 8, Bàng Bác và Diệp Phàm đã cùng nhau gia nhập vào Linh Khư Đồng Thiền. Hai người họ lập tức được Ngô Thành Phong đưa tới nơi ở của mình. Nghỉ ngơi một ngày, sang ngày mai chính thức tu luyện. Nói rồi, Ngô trưởng lão cũng rời đi. Hai người hào hứng tiến vào trong phòng xem thử. Căn phòng trúc vô cùng đơn sơ, vậy nhưng bên trong lại thiết kế vô cùng tinh tế. Còn có cửa sổ trời có thể kéo mở tùy ý. Rất nhiều sách và quyển trục xếp xung quanh. Mỗi người một bộ y phục và mấy quả khoai lang để trong giỏ. Một đêm nhanh chóng trôi qua, buổi sáng hai người liền tới gặp mặt Ngô trưởng lão. Đệ tử nhập môn trong 3 năm đầu đều do ông truyền thụ. Ông sẽ giúp bọn họ bước lên con đường tu tiên trong vòng 1 năm tới. Mong rằng hai người siêng năng tu luyện, mở ra khổ hải, thành tựu cảnh giới luân hải viên mãn thì mới không phụ công sức vun trồng của môn phái. Ngô Thành Phong lấy ra hai cái lọ, bên trong là bách thảo dịch luyện chế từ tinh hoa bách thảo, có thể hỗ trợ mở ra khổ hải, cực kỳ quý giá. Đệ tử trong môn mỗi 3 tháng mới lĩnh được một bình. Đồ quý giá như vậy, Diệp Phàm tuy không gia nhập vào tông môn, vậy nhưng cũng được tặng. Tuy thể chất của anh đặc thù, vậy nhưng chỉ cần tận tâm, ông tin rằng sau này vẫn có hy vọng có được cơ duyên. Bàng Bác định uống ngay khi còn nóng, vậy nhưng đã bị ngăn lại. Hiện tại thân thể hai người vẫn là phàm nhân, uống vào cũng như không. Tạm thời cứ để đói trước đã, lập tức rèn luyện cơ thể. Thể chất đạt tới cực hạn mới có lợi cho tu hành sau này. Hai người nhanh chóng bắt tay vào tập luyện, chống đẩy hít đất, tập tạ, tập cho cơ thể săn chắc rồi mới đánh đấm chạy nhảy cho nhanh nhẹn. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người đã có thể dùng tay không đấm ngã gốc cây. Còn khuân vác đồ vật nặng, chạy qua chạy lại trên các tảng đá lơ lửng. Dù tập luyện vất vả, vậy nhưng chế độ ăn uống lại vô cùng eo hẹp. Không có cơm và thịt mà chỉ có được ăn khoai lang. Sau 3 tháng chăm chỉ tập luyện, hai người đã có thể mang vác mấy trăm cân, chạy nhảy qua các tảng đá nhẹ nhàng như mây bay. Dù có vác thêm mấy bó củi nữa cũng không thành vấn đề. Mỗi tội là trong suốt 3 tháng này, bọn họ đều ăn chay, sắp quên mất mùi vị ăn mặn là như thế nào rồi. Diệp Phàm cũng cảm thấy không ổn, ăn chay liên tục sẽ khiến cơ thể người thiếu dinh dưỡng. Nếu có một con gà nướng thì tốt quá. Tuy gần đây không có gà, vậy nhưng lại có đàn hạc đang tắm mát. Thế là hai người lập tức rình mò, dự định bắt một con về nướng ăn. Nhân cơ hội đám hạc không để ý, hai người thành công bắt được một con, cho vào bao định mang đi làm thịt. Vậy nhưng, xui xẻo là hạc mẹ cũng ở đây, nó lập tức xuất hiện. Nghe tiếng hạc con kêu từ trong túi, hai người biết không ổn rồi nên lập tức bỏ chạy. Hạc mẹ đuổi theo kịch liệt, tốc độ của nó vô cùng nhanh, sức mạnh cũng lớn. Một cú mổ dễ dàng phá tan tảng đá, cũng may là thân thủ hai người đều rất tốt. Vừa di chuyển vừa lợi dụng địa hình để tránh né. Bàng Bác nhanh trí cầm chân con hạc quay vòng vòng rồi ném ra xa. Nhân cơ hội nói choáng váng, hai người đã thành công thoát thân. Tưởng là sắp có thịt quay để ăn, vậy nhưng ai ngờ, Ngô trưởng lão đã chứng kiến toàn bộ. Ông nhắc nhở, động vật trong linh khư đều đã mở ra linh trí, há lại cho hai người làm ẩu như vậy. Nếu như bị chấp pháp trưởng lão biết thì hậu quả khó mà lường được. Lão khâm phục sự tiến bộ của hai người, vậy nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Khuyết điểm của Bàng Bác là tâm tính không vững, nóng nảy kích động, sau này tu hành ắt có hiểm trở. Còn về phần Diệp Phàm thì đầy đủ ưu điểm và ưu tú. Tiếc nuối nhất là thể chất của anh. Ngày mai trong môn có tỉ thí, ông mong hai người đến quan sát để mở mang tầm mắt. Sự kiện tốt như vậy, bọn họ cũng rất hào hứng. Cách mỗi một thời gian, đệ tử trong môn phái sẽ tỉ thí với nhau một buổi. Bên thắng sẽ nhận được bách thảo dịch. Rất nhiều đệ tử đã có mặt trên sân, cũng có nhiều cặp đệ tử đang so tài với nhau. Bọn họ đều là tu sĩ khổ hải. Sau khi mở ra khổ hải có thể ngừng thần văn để công kích, cũng có thể hóa thành vũ khí để chiến đấu. Các cảnh giới được phân chia lần lượt là khổ hải, mệnh tuyền, thần kiều, rồi bỉ ngạn, những tầng cao hơn thì tạm thời không nói tới. Đạt tới cảnh giới mệnh tuyền có thể phi thiên độn địa, ngự khí phi hành. Trong những đệ tử thi đấu có một tên thanh niên gọi là Hàn Phi Vũ, vậy nhưng không có quan hệ gì với Hàn Lập. Hắn ta vô cùng kiêu ngạo, Diệp Phàm và Bàng Bác vô tình đi ngang qua. Tên kia nhìn thấy hai người trướng mắt, liền tung chiêu giàn mặt, không cẩn thận nên mới lỡ tay uy hiếp mà thôi. Hành động khiêu khích trắng trợn này làm cho Bàng Bác tức giận, lao lên trả đòn. Vậy nhưng còn chưa kịp thể hiện thì đã bị đàn em của Hàn Phi Vũ đánh bay đi. Bàng Bác dùng lực lượng thân thể đập cho tên kia một trận, rồi quay sang tấn công Hàn Phi Vũ. Hắn ta xuất kiếm đáp trả. Diệp Phàm nhanh trí dùng hai tay kẹp chặt thanh kiếm. Vậy nhưng uy lực của đòn công kích này lại quá mạnh, thân thể hai người bị đẩy lùi về sau mấy chục bước. Đúng lúc căng thẳng thì tập phim lại hết rồi. Diệp Phàm sẽ xử lý như thế nào? Các bạn hãy đón xem các tập tiếp theo để rõ hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.